Nhóm bắt đầu đi nhóm ơi. Dạ. Good afternoon everybody. First of all, let me introduce my group member. My group has four people: Trần Nhiên, Trần Hoàng Thúy Vy, Bùi Thị Bích Tiên và Thái Thanh Tường Duy. As you can see on the screen, our topic today is British government today's single-use plastic utensils. I will begin with the first word. Tackle. Make a determined effort to deal with a difficult problem or situation. Tiếng Việt có nghĩa là quyết tâm đối phó với một vấn đề hoặc tình huống khó khăn. Utensil. A tool that is used in the house. Tiếng Việt có nghĩa là một dụng cụ được sử dụng trong nhà. Amendment, a small change or improvement that is made to a document or proposed new law. The process of changing a document or proposed new law. Có nghĩa là thay đổi, cải tiến. Marine, connected with the sea and the creature and plant that live there. Tiếng Việt có nghĩa là sinh vật biển. Tangle, twisted together in an untidy way. Tiếng Việt có nghĩa là mắc kẹt. Strew, to cover a surface with thin, synonym with scatter, có nghĩa là rải rác. Stem out. To get rid of something that is bad, unpleasant or dangerous, especially by using for a lot of effort. Synonym with eliminate, tiếng Việt có nghĩa là giới hạn. Wreak havoc is to cause chaos or destruction or both. Tiếng Việt có nghĩa là gây ra hỗn loạn hoặc là phá hủy hoặc là cả hai luôn. Restriction, the act of limiting or controlling somebody or something. Thank you for listening. Tóm tắt của bài báo này là chính phủ Anh đã công bố kế hoạch cấm đồ dùng bằng nhựa sử dụng một lần nhằm mục đích làm sạch không khí, khôi phục môi trường sống tự nhiên và tăng đa dạng sinh học. Các nhà hoạt động môi trường đã nói rằng họ đang đối mặt với cuộc khủng hoảng nhựa. Các đồ dùng bằng nhựa thải ra làm ô nhiễm đại dương và đã giết chết các sinh vật biển, làm hỏng hệ thống sinh thái và đe dọa đến sức khỏe của con người. Many thanks for your attention. Rồi bây giờ bạn gửi link cho lớp làm bài đi. Nhớ nhắc lớp trước 1 phút trước khi mình thu mình đóng link. Nhóm mình đã gửi bài ở group Zalo rồi các bạn.
Còn 2 phút nữa nha mọi người. Hết giờ rồi nha mấy bạn, tụi mình sẽ đóng cái link nha. Dạ cô ơi. Dạ em làm xong bài kiểm tra rồi, cô cho em đi tiêm vaccine nha cô. Ok. Dạ, dạ em cảm ơn. Trời, mấy đứa ơi, hôm bữa mình học tới đâu rồi? Mình học tới bài tập của cái bài bài đọc số 1 nè, là mình đã sửa hết chưa mấy đứa? Cái khăn quàng cổ mà 140 đô á. Hết rồi cô. Hết rồi đúng không? Vậy là hôm nay qua cái bài kế tiếp ha, qua bài đọc số 2. Bài đọc số 2, bữa hổng từ vựng mình có chuẩn bị chưa mấy đứa? Anh từ bận rồi luôn rồi, ok. Mình đi nhanh nhanh một chút xíu nha. Tại vì khi mà thi giữa kỳ thì mình phải xong bài số 3.
mình phải học ít nhất là cũng phải có cái từ vựng của bài số 3 xong rồi, đọc cái bài số 3 xong. Có thể là bài tập mình chưa sửa nhưng mà từ vựng là phải cho xong rồi. Rồi, hôm nay mình sẽ qua bài số 2. Taekwondo for health. You are going to read an article. Mình sẽ đọc một cái bài đọc, một cái bài báo from Black Belt Magazine, từ tạp chí Đai Đen, about Taekwondo. Taekwondo is a martial art. Martial art. Một cái thể loại võ thuật mà originated, có nguồn gốc từ, xuất phát từ Korea, và bây giờ đã được đưa vào, be included in, đã được đưa vào, đã được bao gồm trong, đã được đưa vào Olympic mùa hè. Từ vựng Partial Prime Sophistic Strategies. Từ vựng này là hôm trước làm rồi đúng không? Partial Prime Devotion Emerge. Rồi, bây giờ mình sẽ bắt đầu vào dịch cái bài bên dưới nha các bạn. Đoạn 1. Có bạn nào xung phong không? Xung phong đi cho nó nhanh mấy đứa. Bạn này dịch rồi, giơ tay cho cô coi với. Dịch đồng một cho cô. Rồi, ok. Thưa cô là võ thuật đã phát triển ở quá khứ và khoan nghe nè. Một cái việc rất là quan trọng trong kỹ năng đọc là người ta bảo là review là phải đọc trước cái tiêu đề, mà ở đây mình khi mình dịch mình bỏ luôn cái tiêu đề là không được rồi, phải bắt đầu từ cái dòng to nhất ở bên trên để mình hình cái đó mới là cái hình cho mình đó. Taekwondo là vì sức khỏe, cho sức khỏe. Được viết bởi Kim Soo. Kim Soo là một võ sĩ gốc Houston, là cái nhà tiên phong và thành viên của đại sảnh danh vọng Đai Đen gì đó cô. Cái tổ chức thôi. The Black Belt Hall of Fame thì mình cứ dịch nguyên ra cái tên của cái tổ chức đó. Houston Base có nghĩa là có trụ sở ở, đặt trụ sở ở đó, hoặc là hiện đang ở đâu đó. Tức là Kim Soo là nghe có vẻ rất là Hàn Quốc, nhưng mà hiện giờ là đang sinh sống, đang đặt trụ sở, đang làm việc tại Houston. Đồng một là võ thuật đã phát triển trong quá khứ ở thế kỷ gì đó, và mục đích của họ là và đã thay đổi mục đích trong một thời đại trước đó, là chúng được sử dụng chủ yếu cho chiến tranh. Chiến tranh warfare. Một người học võ thuật thì được đào tạo để trở thành một người lính cấp trên và phục vụ đất nước của và phục vụ hoặc phục vụ mình tốt hơn và hoàng đế của mình. Vinh dự cao nhất của anh ấy là được chết khi chiến đấu. Trọng tâm trong đào tạo là về thể chất cả về khả năng thể chất, trong khi các giá trị tập trung vào lòng trung thành, sự tận tâm và kỷ luật. Sức khỏe của con người có tầm quan trọng thấp. Không ai tự đào tạo sự cải tiến thì không ai tự đào tạo. Thực sự một số truyền thống của phương pháp võ thuật đã gây ra bất lợi cho sức khỏe về thể chất. Ví dụ như là những cú đấm được sử dụng để thực hiện với cái làm cho miệng đóng lại, là đóng cái miệng lại gì đó, thở ra và va chạm. Mặc dù điều này tăng tốc độ và sức mạnh, nhưng thực hành nó hàng ngày sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của bạn. Nhưng tuy nhiên, những cái người lính lúc đó không sống được bao lâu đủ để phát triển cái vấn đề sức khỏe về lâu dài. Rồi, cảm ơn bạn. Có một vài cái chỗ
mà mình chưa có dịch chính xác. Bây giờ mình sẽ xem lại nha. À, ở đâu rồi ta? À, từ chỗ no one trained for self-improvement. No one trained, tức là không có người nào. Những người luyện tập võ thời xưa đó, thì không có ai luyện tập vì cái sự phát triển của riêng bản thân của chính mình, self-improvement, để cải thiện chính mình, mà là vì cái mục đích là đấu tranh không à. Mình rèn luyện vì người khác chứ không phải vì bản thân mình. Vì để đạt được trở thành một cái người lính, cái kiểu là người lính mà siêu á, siêu cường á, kiểu là superior, tức là một cái người lính mình chiến đấu giỏi đó, chứ không phải là vì bản thân mình. Không phải tập luyện self-improvement, ví dụ như mình biết cái sức của mình luyện tới đó là vừa rồi. Nhưng mà không được như vậy. Đã luyện võ thời xưa là luyện vì người khác, luyện vì đất nước, luyện vì quê hương, chứ cái yếu tố sức khỏe của mình là không được tính đến ha. Không ai luyện tập vì cái sự phát triển của chính bản thân mình, mà thay vào đó một số cái phương pháp truyền thống trong cái lĩnh vực võ thuật đó, thì rất là có hại cho cái sức khỏe của bản thân. Ví dụ đoạn này thì mình hơi bị sai nhiều nè. For example, punches. Punches là cái nắm đấm. Used to là đã từng chứ không phải là được sử dụng. Hiện là đưa là cách là khi mình đấm đó. Nắm đấm đã từng được thực hiện with the mouth closed, với cái miệng đóng lại, tức là khi thực hiện nắm đấm là phải ngậm miệng. Cái người đấm, bản thân người đấm, chứ không phải là mình đấm cho cái đối phương của mình là ngậm miệng lại. Mà khi cái người thực hiện cú đấm đưa ra cái miệng phải ngậm lại. Exhaling on impact. Cô gạch, cô khoanh vàng cái từ on impact, các bạn thấy ở đây không? Cụm từ này, bạn này dịch cho cô đi nguyên cái các bạn, bây giờ cô cho các bạn 2 phút, các bạn kiểm tra lại cho cô. Tới đây rồi nè, nắm đấm được thực hiện với khi mà cái miệng, cái người đấm á, cái người võ sĩ phải đóng, còn phải ngậm miệng lại. Exhaling on impact, chỗ này dịch làm sao có 3 từ này thôi. Các bạn dịch cho cô chỗ này xem. 2 phút kiểm tra từ điển đi. Bạn nào biết, bạn nào dịch được rồi, em thử luôn cô. Rồi em thử đi. Em dịch là exhaling on impact, có nghĩa là trút giận khi mà va chạm mà cô. À, tức là ngậm miệng lại đúng không? Rồi cái hơi thở của mình đó, khi mà on impact có nghĩa là gì đó bạn? Cái cụm màu vàng on impact là sao? Đó là kiểu khi mà mình va chạm, khi mình đụng chạm. Đúng rồi, khi mà cái nắm đấm của mình chạm vào đối phương á, khi mà cái nắm đấm của mình chạm vào cái người đối phương thì khi đó sẽ thở ra, sẽ là dồn cái hơi lại, dồn cái hơi từ nãy giờ, thì đúng là cái kiểu mình phải ngậm lại, giữ lại, và khi mà đấm ra là cả cái nắm đấm tung vào người đối phương, lẫn cái hơi thở lúc này mới được thở ra và dồn hết ra luôn. Bao nhiêu cái sự dồn nén bên trong nó đi ra theo cái nắm đấm on impact ở đây. Nó là một cụm nó diễn tả cái việc, nó có trong từ điển hẳn hoi luôn nha các bạn. Những cụm mà cô gạch, cô đang khoanh vàng vàng ở trong cái bài của các bạn đó, là những cái cụm mà idiom, những cái cụm mà C1, C2 không đó. Là khi mà chạm vào người đối phương, là lúc đó là cái hơi thở nó sẽ thở ra luôn. Inhale là hít vào, còn exhale là thở ra. Thì lúc là bạn dịch đúng, bạn hiểu đúng rồi đó. Để mà làm như vậy đó, bắt buộc người ta phải như vậy đó, ngậm miệng lại, khi mà đấm ra là dồn cái hơi ra luôn, là bao nhiêu cái sự tức giận bức bối là trút lên cái người đối phương khi mà chạm vào cái người đối phương theo cái cú đấm đó, thở ra theo cái cú đấm đó. Cái ý nghĩa là như vậy ha.
những cái cụm như thế này là có thể là các bạn sẽ được hỏi trong những cái kỳ kiểm tra đó nha. Ở đây toàn là cái những cụm từ mà nó đây nè các bạn để cô share cái màn hình. Này, các bạn thấy cái từ điển của cô chưa? Impact bình thường thì nó có nghĩa là cái sự tác động đúng không? Nhưng mà ở đây á, các bạn thấy có cái ví dụ nè, on impact là bằng when it hits another object, khi mà nó chạm vào cái gì đó, cái viên đạn đó đã nổ tung khi mà nó chạm vào cái bề mặt mà nó đụng vào cái object đó thì nó đã nổ tung. On impact là khi mà va chạm, khi đụng vào cái mục tiêu. On impact, cụm này là tới C2 luôn đó nha các bạn. Rồi, mặc dù cái điều này boost làm tăng tốc độ và sức mạnh, tức là cái kiểu đấm mà vừa đấm là phải ngậm lại, ngậm hơi, giữ hơi thở lại, rồi đến chừng mà tung đòn ra thì mới được thở ra đó. Mặc dù cái kiểu đấm này, this là cái kiểu đấm đó các bạn, boost là làm tăng, thúc đẩy, làm tăng tốc độ và cái sức mạnh của cú đấm, thì cái practicing it, cái việc thực hiện nó tức là cái kiểu cú đấm, kiểu đấm đó hàng ngày, will take a toll on your health. Take a toll là gì? Cái bạn nam hồi nãy dịch bài đó là tên gì nãy không? Cô không có hỏi tên, quên rồi. Mà em có biết cái cụm take a toll là gì không em? Em An á cô ơi. An, take a toll là gì An? Dạ, là cái lấy mất phí hả cô? Trời ơi, chết rồi nha. Học đến đọc nâng cao rồi là phải biết ra từ điển nha. Nhìn thấy những cái cụm mà những từ rất là bình thường, nhưng mà khi ghép lại dịch không ra thì phải đi ra từ điển. Take a toll nè. Take a toll. Đây, nó là một cái idiom và nó là C2 đây nha. Đừng có coi thường nha. Take a toll. If something takes a toll, it causes suffering, it causes death, it causes damage. Nó gây ra cái sự đau đớn, nó gây ra sự chết chóc, nó gây ra cái thiệt hại. Take a toll là gây ra những cái tổn hại rất là lớn. Take a toll on your health. Nó sẽ gây tổn hại rất lớn cho sức khỏe của bạn. Nhưng dĩ nhiên là những người lính back then là vào thời kỳ đó, didn't live long enough, đâu có sống lâu đủ để develop long-term health problems, để mà phát triển những cái vấn đề sức khỏe lâu dài. Cái từ develop ở đây á, là nó mang cái nghĩa xấu nhưng mà cái nghĩa tốt đâu nha các bạn. Tức là người ta nói là nếu mà luyện tập như vậy hoài á, về già là anh không có khỏe đâu. Đó, nói yên tâm đi, tôi 40 tuổi chết rồi chứ có đợi đến già đâu mà lúc đó mà phát hiện ra những cái chuyện này. Ăn cái này riết là ung thư đó. Đấy không, 40 tuổi là chết rồi chứ đâu có đợi đến già hơn nữa đâu mà phải chịu đựng cái ung thư. Thì cái từ develop ở đây nè là họ đâu có sống đủ lâu để mà chứng kiến, để mà phải chịu, để nhìn thấy những cái hậu quả lâu dài về mặt sức khỏe. Đó, thì từ develop ở đây là mà hàm một cái nghĩa xấu chứ không phải là cái nghĩa tốt nha. Là mình có đủ sống đến cái ngày mà cái bệnh của mình nó diễn tiến hay không, nó phát tác hay không. Rồi, đoạn số 2, bạn nào dịch giùm cô đoạn 2 nè. Các bạn cứ dịch đi sai chỗ nào thì cô sẽ sửa lại chỗ đó thôi, đừng có ngại. Em dịch cho cô. Rồi, em xin gì nói giới thiệu cho cô biết đứa ơi. Dạ, em Mỹ Ngọc ạ. Ngày nay nhiều người đam mê võ thuật. Ngày nay nhiều người đam mê võ, xem những gì họ làm như là một môn thể thao. Điều đó có nghĩa là tầm quan trọng được đặt trên các giải thưởng và sự chiến thắng trong giải đấu. Đúng vậy, Taekwondo hiện đại là một
sự kiện Olympic và nó nhấn mạnh nhấn mạnh các giải đấu trong trận chiến. Trong quá trình đào tạo, các học viên được học làm thế nào để thực hiện các bước di chuyển phức tạp theo thứ tự để đánh bại đối thủ của họ và giành được huy chương. Trong các cuộc chiến, các màn nhào lộn, các màn trong trong các cuộc chiến, các màn nhào lộn cực đoan và những chuyển động là và những chuyển động gì ta? Là của bạn khác vậy? Nhà em luôn hả? Dạ. Dạ tại rồi rồi ok, cứ tiếp đi sao đó. Những chuyển động nhìn chết người là tiêu điểm. Tuy vậy, điều này đã sai mục đích thực sự của phẫu thuật. Rồi, ok, cảm ơn bạn. Rồi, mình quay trở lại một tí xíu ha. Có cái chữ này nè. Tức là bây giờ, hiện bây giờ thì phẫu thuật nó là nó được xem như là môn thể thao thôi. Có nghĩa là người ta sẽ chú trọng đến cái giải thưởng, cái chiến thắng trong các cái giải đấu. Indeed là thật sự ra thì taekwondo là một cái môn trong Olympic, và như thế nó nhấn mạnh cái tính gì, cái chiến đấu, cái kiểu là chiến đấu theo mùa giải đó các bạn, cái cuộc tranh đấu trong các cái giải đấu đó. Trong khi tập luyện thì những cái người luyện tập này, những cái võ sĩ này sẽ học cách thực hiện những cái chuyển động phức tạp tinh tế để mà đánh bại đối phương và giành huy chương. Rồi bắt đầu từ chỗ này thì có một số cái nè. Trong cái màn biểu diễn demonstration, trong các cái màn biểu diễn, buổi biểu diễn thì extreme acrobatics and deadly looking movements are the focus. Chỗ này bạn nào có ý dịch khác không? Extreme acrobatic. Acrobatic ở phía dưới người ta có diễn tả nè các bạn. Acts and movements, những cái chuyển động, những cái chuyển động extreme. Thì extreme ở đây các bạn dịch là gì? Trong câu này nó có hai cái từ mình cần phải để ý là extreme với lại deadly looking. Các bạn coi coi extreme có nghĩa là gì? Extreme, great, bad, beliefs, furthest point. Đây là những cái tính từ ha. Còn extreme, danh từ, ở đây mình đang cần tính từ hay danh từ các bạn? Ở đây extreme acrobatics, danh từ là ở đây, những chuyển động extreme là như thế nào? Vậy thì cái này nó là tính từ rồi. Mình có cái extreme sport là gì? Extreme sport là môn thể thao nguy hiểm, hào hứng, không, vậy là nó không liên quan. Extreme ở đây thì nó chỉ có nghĩa là great, hoặc là furthest point là rất là khó khăn, những cái màn biểu diễn, những cái động tác mà rất là khó. Từ acrobatic là nó liên quan giống như cái người diễn xiếc đó các bạn, những cái động tác như là đi trên dây, acrobat là người diễn xiếc đó, thì đây nó liên quan đến những cái chuyển động cái kiểu như vậy đó, những cái chuyển động movement, những cái hành động và những cái chuyển động, những cái động tác và chuyển động khó. Và deadly looking movements, deadly looking là sao các bạn? Coi deadly nó là gì đây? Alright, deadly
Very dangerous, complete, boring. Như vậy thì deadly ở đây nó có nghĩa là very dangerous, rất là nguy hiểm, gây chết người luôn á. Còn cái từ deadly này nó có một cái nghĩa nữa nha các bạn, là boring, rất là buồn tẻ, rất là buồn chán. Như vậy thì cái từ này ở đây dùng rất là hay. Deadly looking ở đây mình hiểu theo cái nghĩa là những cái chuyển động mà nó nguy hiểm, những cái động tác gây nguy hiểm cũng được. Khi mà bởi vì mình đang biểu diễn cho người khác xem mà phải tăng cái độ kịch tính lên, thấy người ta thấy là nó nguy hiểm thì mình hiểu theo nghĩa đó cũng được. Hoặc mình có thể hiểu theo nghĩa là võ sĩ mà khi mà trình diễn là đâu có đánh hết, đâu có đánh thiệt như là ở ngoài mà hai kẻ thù đánh nhau đâu, cho nên là mang cái tính biểu diễn. Thì đôi khi có những cái đoạn mà nó vờn nhau á, vờn nhau thì lúc đó nhìn nó sẽ hơi chán một tí xíu. Ở đây thì diễn tả cái nghĩa là những cái động tác vừa nguy hiểm có, nhưng mà cũng có khi là rất là vờn nhau làm cho người ta sốt ruột cũng có. Còn extreme ở bên trên á là những cái động tác mà những cái chuyển động mà đỉnh cao luôn á, bởi vì đây là biểu diễn. Extreme thì đây có nghĩa là great, là khó, là phức tạp đó. Trong suốt những cái buổi biểu diễn, buổi trình diễn thì những cái động tác khó và những cái chuyển động trông có vẻ nguy hiểm là cái trọng tâm. Tuy nhiên, cái điều này nó đã đi sai lệch cái mục đích thực sự của võ thuật. Rồi, đoạn thứ 3. Bạn nào dịch giùm cô đoạn 3 đi. Dùm cô. Có hai đứa rồi không? Đứa 1, đứa 3, 1, đứa 4 đi. Chia nhau đi. Bạn nào 3, đoạn 3 trước nè. Em rồi, em tên gì em nói luôn đi em. Dạ. Rồi dịch đi, bắt đầu. Trên thực tế việc đấu tập nên có lợi cho cả hai bên, nghĩa là không có kẻ thắng người thua. Ngoài ra các giải đấu khiến những người đam mê võ thuật đánh mất mục tiêu luyện tập, họ có thể nghĩ rằng sau khi vượt qua thời kỳ đỉnh cao của mình thì không còn lý do gì để luyện tập nữa. Do đó câu hỏi được đặt ra là mục đích thực sự của võ thuật là gì? Có đồng cái không? Rồi được rồi, em đoạn kế rồi, đồng cô mời bạn khác. Lần sau dịch chậm chậm tí xíu nghe, dịch nhanh quá mấy bạn nghe không kịp. Sparring ở đây là gì? Đưa những cái chuyển động của cái thi đấu vào của cái file tới đây mình dịch là sao ta? Hồi nãy bạn dịch là cái gì? For practice. Đưa những cái chuyển động trong của cái việc thi đấu vào trong luyện tập thì nó nên cái việc đấu tập bạn dịch là cái việc đấu tập nên có lợi cho cả hai bên. Điều đó có nghĩa là không có ai thắng và thua. Thêm vào đó thì các cái giải đấu này set the stage, hồi nãy bạn dịch là cái gì đó bạn ơi? Em dịch là các giải đấu có thể khiến những người đam mê võ thuật đánh mất cái mục tiêu luyện tập của họ. Tournament fighting set the stage for to lose sight of the goals of training. Rồi, đúng rồi. Ở đây còn thêm một cái cụm nữa là set the stage này nha. Set the stage cũng là một cái cụm rất là xịn đó. Để cô highlight lên luôn cho các bạn để ý lại. Toàn là idiom không đó các bạn ơi. Phrasal verbs rồi idioms không á. Passing the debris thì biết rồi, trong từ vựng có rồi. Emerge trong từ vựng có rồi. Rồi đoạn thứ tư, hồi nãy bạn nào cùng xung phong đó. Bạn hồi nãy xung phong đoạn 3 xong rồi hai đứa chia nhau ra. Dạ em ạ. Dạ rồi. Em Tiểu Hảo. À Tiểu Hảo. Dạ thưa cô, là mục đích của võ thuật ngày nay là để tăng cường sức khỏe và tuổi thọ, và việc luyện tập phải phản ánh mục tiêu đó. Những mục tiêu đó sinh viên ngày nay không chuẩn bị chết cho đất nước của họ
Và may mắn thay, hầu hết chúng ta không bao giờ gặp phải một kẻ tấn công vật lý. Kẻ thù thời hiện đại là bên trong chứ không phải là bên ngoài. Căng thẳng, trầm cảm, lo lắng và bất an. Nhiều người trong chúng ta phải chiến đấu với những kẻ thù này ngày nay. Nhiều người trong chúng ta phải chiến đấu với những kẻ thù này hàng ngày và đánh bại chúng thông qua đào tạo để phát triển sự cân bằng về tinh thần và thể chất ạ. Cô đắt nhất cô. Dạ, cảm ơn cô Quỳnh. On a daily basis là hàng ngày. Còn ví dụ như mình muốn nói là hàng tháng, hàng năm gì đó. Ví dụ như cái bài kiểm tra này được thực hiện hàng tháng. Vậy thì on a monthly basis. À, bài kiểm tra được thực hiện hàng ngày. On a daily basis. Bài kiểm tra được thực hiện hàng tuần. On a weekly basis. À, là cái cụm. Là một cụm quan trọng. Rồi số 5 với số 6 luôn đi mấy đứa ơi. Hai đoạn này nó khác, nó ngắn ngắn. 5, 6 bạn nào đây? Giơ tay đi mấy đứa ơi. Cô nhìn thấy vàng vàng với coi. Mấy đứa giơ tay là nó sẽ hiện lên bên cô. Rồi ơi. Bạn được, bạn tên gì đó? Dạ Ca Uyên ạ. À Ca Uyên. Dạ. Một số bậc thầy của Taekwondo khoe về việc giữ gìn sức khỏe bằng cách chạy trên máy, chạy bộ và nâng tạ tại tập tại phòng tập thể dục. Tuy nhiên, trên thực tế, các hình thức Taekwondo truyền thống có mọi thứ mà một người cần để duy trì sức khỏe tinh thần và thể chất. Đồng thời, những bài tập được tiến hành sai cách, nó có khả năng gây hại, chỉ tập trung vào tốc độ và sức mạnh, giống như uống một lượng nhỏ chất độc mỗi ngày. Trong khi tập luyện đúng cách sẽ có sức mạnh chữa lành. Khi tôi bắt đầu học võ thuật, chúng tôi phải tự mình tìm ra tất cả những điều này trong khi tập luyện. Đến khi kiệt sức, hậu quả là nhiều người trong chúng tôi bị thương nặng như gãy xương. Thái độ của người hướng dẫn là rất khó giải quyết. Hầu hết sinh viên không thấy lợi ích của việc đào tạo và sớm bỏ học. Cảm ơn bạn Cao Uyên. Dịch tốt hết, chỉ có một chỗ này là chưa chính xác mà. Thái độ của huấn luyện viên, instructor, là, was that, là, đứa nào khỏe nhất đứa đó sẽ sống. Tụi bay cứ đánh nhau đi, thầy huấn luyện viên. Mà cái thái độ là như vậy đó. Tức là cái thời mà các anh này đi học á, là huấn luyện viên của ảnh là có cái suy nghĩ là cứ luyện tập cho nhiều vô, đánh nhau đi, thằng nào khỏe nhất sẽ sống sót. Nghĩa là phải mạnh khỏe, phải chiến đấu cho dữ dằn lên. Tụi bay tự động chiến đấu và tự động là biết là mình đang thua, là phải cố gắng mà luyện lên thêm nữa đi. Chứ huấn luyện viên hồi đó không có giúp đỡ là tập đúng hay tập sai. Mà huấn luyện viên hồi đó, thái độ của những người huấn luyện viên lúc đó là kẻ nào mạnh thì sẽ thắng, kẻ nào mạnh nhất thì sẽ tồn tại là sẽ thắng. Cái tinh thần thắng thua máu me nó rất là cao. Rồi, cảm ơn bạn Cao Uyên. Đoạn số 7 và đoạn số 8. Đây này, dịch cô đoạn 7 và đoạn 8 luôn. Trúc Hạ. Dạ có. Đoạn số 7 là tôi bị các vấn đề sức khỏe về sức khỏe nghiêm trọng trong khi tập luyện. Tất cả chỉ vì phương pháp tập luyện kém. Trái trêu thay, tôi trở nên kém khỏe mạnh hơn những người không tập võ. Sau khi chịu đựng cơn đau trong vòng 10 năm, tôi được khuyên nên phẫu thuật lưng và ước tính chỉ có 50-50 cơ hội để cải thiện. Vì cuộc phẫu thuật đòi hỏi tôi phải nằm trên giường trong một thời gian dài nên
Tôi đã chọn vật lý trị liệu, y học cổ truyền Trung Quốc và châm cứu để thay thế. Tuy nhiên, không có cung cấp nhiều hỗ trợ. Đoạn 8 là một ngày trong thời kỳ đen tối này của cuộc đời tôi rời khỏi phòng khám sức khỏe và một ngày đẹp trời với bầu trời trong xanh, nhưng với tôi nó không u ám xám xịt như là tương lai của tôi. Ý nghĩ về võ thuật làm cho tôi phát ốm và tuy nhiên thông qua việc rèn luyện, tôi hiểu ra rằng các nguyên tắc và phương pháp tôi sử dụng là sai. Đó là lý do thực sự khiến sức khỏe tôi kém. Thay vì bác sĩ và chuyên gia châm cứu, giải pháp vấn đề của tôi nằm ở quá trình đào tạo của tôi. Về bản chất, tôi đã quá chú trọng vào kỹ thuật và thể chất. Tôi nhận ra rằng trọng tâm của tôi phải là sự cân bằng hơi thở và nhịp điệu. Okay. Cảm ơn bạn Trúc Hạ. Mình có một vài chỗ mình cần chỉnh lại tí xíu nè. Ở đây là ông này ông nghe nói là đi mổ á, thì là chỉ có 50-50 thôi, cơ hội 50-50. Mà đã mổ là còn phải nằm ở trên giường một thời gian dài nữa. Cho nên ông đã chọn là physical therapy, là giải pháp vật lý trị liệu Trung Quốc, thuốc Trung Quốc châm cứu. Tuy nhiên không có giải pháp nào làm tôi giảm đau nhiều. Nothing tức là không có cái nào trong những cái ở trên physical therapy, traditional Chinese medicine, acupuncture, cả ba cái giải pháp mà ông chọn đó, không có cái nào nothing provide cung cấp much relief. Relief là cái sự giảm đau, cái sự giảm nhẹ. Không có giải pháp nào làm cho tôi giảm đau, làm cho tôi bớt đau nhiều. Rồi, còn cái đoạn này hồi nãy là the thought of, chỗ này coi ngữ pháp, chủ ngữ là cái gì các bạn? The thought of martial arts making mistake have brought me to that low point. Động từ chính là ở đâu Trúc Hạ ơi? Dạ cô. Động từ chính là ở đâu? Đoạn the thought of đó cô. À, đúng rồi, hai cái câu đó đó em. Dạ, động từ chính là have brought. Như vậy thì cái phần phía trước chỉ là phần phụ bổ nghĩa cho từ thought. Cái ý nghĩ rằng võ thuật đã làm cho tôi ốm yếu thế này, đã làm cho tôi bệnh đến thế này. Cái ý nghĩ rằng chính võ thuật đã làm cho tôi bị bệnh, đã brought me to that low point là sao em? Low point. Brought me to that low point. Đã làm tâm trạng tôi tuột dốc đến như vậy. Tức là khi nghĩ rằng chính võ thuật đã làm cho mình ra nông nỗi này, thì khi cái ý nghĩ đó đó, chính cái ý nghĩ đó đó đã làm cho tôi suy sụp về cảm xúc. Low point tức là low point về mặt cảm xúc. Low point này là có trong từ điển luôn nha các bạn. Low point. Để cô cho các bạn coi cái này. Nó nằm ở bên từ điển hình như là Oxford thì phải. Có cái từ low point luôn. Bạn chậm quá. Đây nè các bạn. Low point là danh từ, là một cái cụm đi chung với nhau nè. The least interesting, least of lesson or worst part of something. It was one of the real low points in my life. Đó thật sự là một cái thời điểm tồi tệ trong cuộc đời của tôi. Cái thời điểm mà không có gì thú vị, không có gì vui vẻ. Low point, một cái thời điểm thật sự tồi tệ.
trong cuộc đời của tôi, và ngược lại mình sẽ có high point. À, như vậy thì low point là một cái cụm đi chung với nhau diễn tả một cái thời điểm mà tâm trạng của mình rất là tệ. Cái ý nghĩ là chính võ thuật đã làm cho tôi ra nông nỗi này, đã làm cho tôi bệnh, đã làm cho tôi yếu. Thì cái ý nghĩ đó đó đã khiến cho tôi suy sụp về cảm xúc. Rồi, cảm ơn bạn Trúc Hạ. À, đoạn thứ 9, mình còn 9, 10, 11, 12. Bây giờ 9, 10 nè. Bạn này dịch cho cô 9, 10 đi. Rồi, em tên gì đó? Dạ, Cẩm Hương cô. Rồi, Cẩm Hương. Dạ, thưa cô là có sự cân bằng của chuyển động và giữa chuyển động và sự cân bằng của tâm trí. Khi thực hành các kỹ thuật, chú phải giữ cân bằng để đảm bảo cơ thể không bị tổn hại bởi các chuyển động không cân bằng lặp đi lặp lại. Có thể làm căn cơ giải phẫu đồng thời nếu không thở đúng cách sức khỏe của bạn sẽ gặp nguy hiểm. Không chỉ là nhiên liệu thở hợp cho cơ thể mà nó còn thiết lập nhịp điệu thích hợp. Sau đó cơ thể có thể tuân theo nhịp điệu này để thực hiện một động tác taekwondo cho an toàn và mạnh mẽ. Chạy bộ cung cấp một cơ tánh hữu ích là bạn có thể chạy 5 dặm mà không có nhịp điệu. Nhưng nếu bạn chạy như vậy mỗi ngày thì cuối cùng sức khỏe bạn sẽ bị ảnh hưởng. Rồi, cô nghe. Dạ, cô nghe em nói rõ mà cô. Cô nghe rõ, em thì tiếp đoạn 10 luôn đi. Dạ thưa cô, đoạn 10 là vậy tôi đã làm cách nào để chữa khỏi bệnh ở lưng. Tôi đã thực hành các nguyên tắc nói trên trong khi tập luyện. Tôi thực hành các hình thức cơ bản với sự tập trung mới vào hơi thở, cân bằng và nhịp điệu mỗi ngày, tập đi tập lại. Việc tập luyện không đúng cách đã gây hại cho cơ thể của tôi, và việc tập luyện đúng cách sẽ chữa lành nó. Cách chạy những nguyên tắc này của tôi là được gọi là võ thuật tự nhiên hay Keron Field. Mục tiêu của nó là giữ gìn và nâng cao sức khỏe của những người tham gia võ thuật. Dạ, yeah, ok, cảm ơn em. Cái từ anatomy này nè các bạn, thì nó có hai ba nghĩa luôn. Nhưng mà có một cái nghĩa là giải phẫu học cơ thể, tức là cái sự tìm hiểu về cơ thể con người. Ví dụ như bên dân hội họa, khi mà vô học là họ phải học giải phẫu học con người. Họ phải biết những cái quy tắc cơ bản, ví dụ như là từ cái đầu của con người sẽ chiếm cái tỷ lệ bao nhiêu, còn các cơ thể từ cổ đến phần mông, rồi từ mông đến dưới bàn chân, cái chân nó sẽ dài bao nhiêu, cái tỷ lệ cho nó đúng, để mà khi mà vẽ lên cái hình á thì cái người nó không có bị sai tỷ lệ. Cho nên cái dân mà học mỹ thuật cũng phải học cái môn giải phẫu học con người để biết các tỷ lệ thành phần cơ thể như thế nào, thì cái đó là cái anatomy. Còn một cái nghĩa đơn giản hơn nữa, nó chỉ có nghĩa là cơ thể con người, human body. Rồi, đoạn này thì không có vấn đề gì ha. 11, 12, hai đoạn cuối cùng, bạn này dịch cho cô hai đoạn cuối cùng. Hai không. Hồ Thị Hương. Dạ, có em ạ. Dạ.
Tôi muốn chia sẻ một câu chuyện cá nhân khác. Một người bạn đã gửi cho tôi một đoạn băng cây sốc. Anh ấy đang thực hiện những động tác lạ mắt, những động tác trông rất ấn tượng nhưng thiếu cân bằng, nhịp thở và nhịp điệu. Tôi gặp anh ấy vài tháng sau đó, anh ấy nói rằng anh ấy không thể ngủ hoặc ăn được và cảm thấy lo lắng và buồn chồn mỗi lúc. Tôi nói tôi không ngạc nhiên vì tập luyện của anh ấy thiếu nhịp thở và nhịp điệu thích hợp. Anh ấy có thể đá cao và làm những điều ấn tượng nhưng không có sự cân bằng. Tôi nói với anh ấy vấn đề của anh ấy là việc tập luyện của chính anh ấy. Câu hỏi đơn giản về việc liệu võ thuật có tốt cho sức khỏe của bạn không có thể được trả lời với một câu trả lời, có thể được trả lời là có thể khó trả lời không. Taekwondo có thể cứu mạng bạn nhưng cũng có thể phá hủy nó. Bạn phải thực hành một cách chính xác và sử dụng các nguyên tắc đúng. Phương pháp giảng dạy truyền thống của châu Á đôi khi là vấn đề. Ít có người đủ kiên nhẫn để rèn luyện đủ lâu để hiểu được những nguyên tắc cơ bản. Thật khó để tự mình tìm ra những nguyên tắc đó. Cái đoạn này hồi nãy Hương dịch có sổ cho cô nghe nó hơi lạ lạ. Anh ấy đang thực hiện những cái động tác lạ mắt là cái gì gì đó. Ở chỗ này cô nghe rất là dài. Hình như là Hương đang đọc một cái version nó hơi bị khác với cuốn sách của mình hay sao ấy. Anh ấy đang thực hiện những cái động tác khá lạ mắt để chuẩn bị cho một kỳ thi, một cái giải đấu, một cái competition, một cái trận đấu. In preparation for a competition. Chỉ đơn giản chỗ này vậy thôi. Có thể là bạn đọc cái version, cái bản nó hơi bị khác. Rồi, còn chỗ này. Cái câu hỏi đơn giản là liệu rằng, whether là liệu rằng võ thuật, cái việc tập luyện võ thuật nó có tốt cho sức khỏe của bạn hay không? Có thể được trả lời không đơn giản tí nào là có thể có và có thể không. Rồi, còn cơ bản thì là ổn ha. 13 và 14 còn hai đoạn còn lại luôn. Bạn nào dịch giùm cô hai đoạn còn lại. Như Quỳnh. Như Quỳnh ơi, dịch đi. Dạ em đây. À, 13 giáo viên dạy võ ở quê hương tôi ở Hàn Quốc đã rất ngạc nhiên khi biết rằng tôi có những học trò đã gắn bó với tôi trong 20, 30 hoặc 40 năm. Thực tế đó chính là củng cố thông điệp của tôi rằng sự hiểu biết không đúng cách, không đúng về mục đích của võ thuật dẫn đến các phương pháp giảng dạy kém, dẫn đến học sinh có thái độ sai lầm, bị thương và cuối cùng là bỏ cuộc. Ngày nay mọi người nên học tập Taekwondo để làm tăng hạnh phúc cá nhân chứ không phải để chết trong trận chiến. Họ đang tìm kiếm sức khỏe, tuổi thọ cũng như sự thư giãn và ngoài khả năng tự vệ của mình. 14 môn hả cô? Đúng rồi. Dạ, một môn võ thuật không chỉ là một môn thể thao, hơn cả chiến lược giải đấu, hơn cả tự vệ. Khi được dạy dỗ đúng cách, Taekwondo là một cách sống kết hợp với sự thấu hiểu triết học với sự rèn luyện thể chất để tạo ra những cá nhân mạnh mẽ, độc lập về tinh thần, có thể chống lại sự yếu đuối và cũng như những kẻ thù bên trong bất an và căng thẳng. Ở đây mình sẽ có hai cái yếu đuối nha các bạn. Cái này cũng là yếu đuối và cái này cũng là yếu đuối nè. Hai cái sự yếu đuối này vậy nó khác nhau chỗ nào không? Frailty là sự yếu đuối, thiếu sức khỏe hay là thiếu sức mạnh, là cái này là đang nói về cái yếu đuối về mặt thể chất đó các bạn, tức là hom hem, gầy gò, yếu đuối đó. Còn cái weakness là cái sự yếu đuối về mặt tinh thần. Ở đây người ta đang dùng hai từ thì mình hiểu là phân ra như thế, cả yếu đuối về thể chất lẫn yếu đuối về tinh thần.
Rồi, cảm ơn các bạn đã hỗ trợ cô dịch bài ha. Bây giờ mình sẽ làm cái phần bài tập ở phía trên dưới nha. Ủa cái phần này hôm bữa mình dịch chưa mấy đứa? Phần cô đang chiếu trên màn hình nè. Phần bài tập B. Chưa thôi. Chưa luôn hả? Rồi thôi bây giờ dịch những câu này để mình củng cố lại cái từ vựng bên trên nha. À, câu 1, 2, 3. Bạn nào dịch giùm cô câu 1, 2, 3 đi. Không có thì bây giờ gọi dạ, em cái này vậy nãy. Rồi ok em. À, câu 1 là kỹ thuật chiến đấu đã phát triển từ đơn giản đến phức tạp. Hay là các vận động viên chuyên nghiệp luyện tập hàng ngày và thể hiện sự cống hiến hết mình cho môn thể thao của họ. Ba là học tập chăm chỉ sẽ thúc đẩy thành tích của bạn ở trường. Ok, rồi cảm ơn bạn. 4, 5, 6. Rồi, các bạn ơi, các bạn nói tên lên luôn đi để cô có những cái ấn tượng với những cái tên của các bạn luôn. Tại vì không nhìn thấy được rồi. Mình nghe tên cho quen tên luôn. Em Quyền Trang. Rồi, em Quyền Trang, 4, 5, 6. Cô là võ thuật được coi là một sự lãng phí thời gian bởi những người không hiểu lợi ích của nó, của họ. Thứ 5 là những người đam mê võ thuật thực hiện những động tác rất tinh vi trong các cuộc thi. Thứ 6 là ở nhiều môn thể thao, vận động viên chuyên nghiệp trên 30 tuổi đã vượt qua thời kỳ đỉnh cao của họ. Rồi, cảm ơn bạn Huyền Trang. 7, 8, 9. Bạn nào? Dạ, em Bích Tiên. Bích Tiên. Dạ, câu 7 em đặt là một câu hỏi được đặt ra là từ cuộc thảo luận này, liệu Taekwondo đã có phải là một môn thể thao hoặc là một hoạt động giải trí? Câu số 8 là người ta ước tính rằng Taekwondo được thực hành ở hơn 100 quốc gia. Và có sự tính chính là khi tôi bắt đầu chạy đường dài, tôi nhận ra rằng tôi cần phải được đào tạo thêm. Tôi cần phải luyện tập nhiều hơn, training, tức là luyện tập tập luyện nhiều hơn. Rồi, cảm ơn em. 10, 11, 12. Bạn nào đây? Dạ, Tiểu Hảo. Rồi, Tiểu Hảo. Thưa cô là câu 10 là điều quan trọng là phải có nhịp điệu tốt ở tay và chân khi bạn chạy. Câu 11 là một sự huấn luyện tốt trong thể thao cho phép các huấn luyện viên, các vận động viên thực hiện các kỹ thuật một cách hoàn hảo. Còn câu 12 là cờ caro là một trò chơi chiến thuật đòi hỏi người chơi phải suy nghĩ trước để di chuyển. Then next several moves, những cái bước sắp tới của họ, những cái nước hoặc là bước, những cái bước sắp tới của họ. Rồi, ở đây mình có phần từ vựng, khi mà đã dịch được rồi thì các bạn tự điền được cái này thôi ha. Rồi, cross out the incorrect answer to each question. Hãy gạch bỏ những cái câu trả lời không đúng cho mỗi câu hỏi sau đây. Viết cái số đoạn, paragraph numbers, where you found the correct answer, nơi mà bạn tìm ra cái câu trả lời đúng. Cái này thì mình sẽ có 8 câu. Thank you.
Rồi, câu số 1. Các bạn đã chuẩn bị cái này chưa? Câu số 1 bây giờ gọi thử những bạn nào mà nãy giờ ít có xung phong ha. Lê Minh Tú. Tú không có đây hả? Nguyễn Thị Như Thường. Không có luôn. Nguyễn Thị Thu Trang. Dạ có cô. Rồi câu số 1. Dạ câu số 1 em chọn câu C ở paragraph 1. Câu số 1. Một, em sẽ gạch bỏ câu C đúng không? Dạ. Ok, tại vì câu C là sao? Em dịch nghĩa câu C ra đi. Ủa, từ từ. Dạ không phải cô, em nhầm. Câu C là đáp án đúng. Câu 1 là... Câu số 1 thì câu nào mới là sai? Taekwondo có đang nổi lên như là một môn thể thao phổ biến không? Taekwondo nên được tập luyện chủ yếu là vì lợi ích sức khỏe. Taekwondo đã thực hiện những cái chức năng, những cái mục đích khác nhau trong lịch sử. Như vậy thì câu nào là sai? Dạ, câu 1 là câu A bị sai không? Đang nổi lên như là một cái môn thể thao phổ biến. Nó sai ở chỗ nào em? Trong bài mình có nói là Taekwondo đang nổi lên như là một môn thể thao phổ biến không? Thật ra là chưa có phổ biến ha. Tức là có đưa vào trong Olympic rồi, nhưng mà cái số lượng người tập ở bên ngoài thì nó cũng chưa có nhiều. Cho nên mình không thể nói nó là môn thể thao phổ biến được. Ở đây cái thông tin đúng thì nó sẽ là chỗ cái câu C, Taekwondo đã thực hiện những cái mục đích khác nhau, những cái chức năng khác nhau xuyên suốt trong lịch sử. Đoạn số 1 mình sẽ tìm thấy thông tin đúng về cái câu hỏi này. Còn tại sao câu B? Câu B cũng không được chọn các bạn. Taekwondo chỉ nên được tập luyện để vì mục đích sức khỏe. Thì câu này là đúng đấy. Đúng, nhưng mà nó sao các bạn? Nó chỉ là một cái ý nhỏ trong bài thôi. Nó không bao quát, không khái quát được hết cái ý của các bạn. Trong bài của mình á, là nói về Taekwondo thời xưa, Taekwondo thời nay. Như vậy một thời xưa thì mục đích là chiến đấu, thời nay là mục đích là để rèn luyện sức khỏe. Như vậy thì câu C nó mới đủ cover hết những cái main idea của cái bài. Còn câu B chỉ là một ý nhỏ và câu A cũng chỉ là một ý nhỏ trong bài thôi. Câu A là một ý nhỏ là emerging, có nghĩa là hiện giờ nó đang nổi lên chứ không có nói đến cái thời xưa. Trong khi trong bài thì có nói đến thời xưa nữa. Vậy thì cả câu A và câu B đều không đủ để bao quát cái hết cái ý lớn của cái bài. Còn câu C là có cái từ different purposes, những mục đích khác nhau throughout history, trong suốt lịch sử, là có thời xưa, có thời nay, có mục đích chiến đấu, có mục đích rèn luyện sức khỏe. Cho nên câu C sẽ là câu đúng, mình sẽ gạch bỏ hai câu A và B ha. Còn câu số 2 thì sao nè? Bạn nào làm câu 2? Nãy mất em bị hư, em không có mở được. Giờ em cho em làm câu 2 nha cô. Ok, em tên gì? Minh Tú. Dạ, Minh Tú ạ. Này. Dạ, thưa cô, câu 2 là ở trong đoạn 1. Câu B sai. Dạ, nó không phải là một môn chiến đấu.
Cái đoạn What does the article say? Bài báo này nói gì về earlier history? À, lịch sử đầu tiên, cái thời kỳ đầu tiên của Taekwondo. Thì à, câu nào là đúng? Bây giờ mình nói câu đúng trước đi. Câu đúng ở đây cô chọn câu C là câu đúng đó nha các bạn. À, câu 1 bên trên cô khoanh là khoanh cái đúng á. Còn câu 2 thì câu nào sẽ là đúng? Rồi mình phân tích luôn tại sao đúng, tại sao sai luôn, rồi mình sẽ nói sau. Còn về cái nào là đúng? Dạ, theo em thì câu đúng là câu A ạ. Bài báo này nói gì về cái thời đầu tiên của Taekwondo? Nó là một cái phương tiện chiến đấu đúng không? À, rồi, physical skill with devotion to country. Đây, cái đoạn đúng của nó là trong đoạn 1 nè. Cái tập trung của nó vào training là physical ability. Trong khi value á, thì lại là tập trung vào loyalty, devotion và discipline. Vậy thì sao các bạn? Vậy thì mình chọn câu nào? Em có chọn lại không hay là vẫn giữ nguyên đáp án? Combine physical skill. Đây nè, trong cái đoạn cô cắt ra cho các bạn thấy nè. The emphasis in training. Cái tập trung của cái việc tập luyện á, việc tập luyện nó tập trung vào cái gì? Physical ability. Là người ta paraphrase lại thành cái cụm là physical skill. Trong câu hỏi là physical skill, còn trong cái câu gốc, đoạn gốc ở trong bài đó là physical ability. Với cái gì? Nó kết hợp với cái gì? Devotion to the country. Thì trong bài cũng có devotion nè, and discipline đó. Như vậy thì ở đây cái câu đúng sẽ là câu C, và mình sẽ gạch bỏ câu A và câu B. Câu A là cũng đúng nhưng mà nó không đủ. Còn câu B thì thời xưa thì nó không phải là sport. Thời xưa thời đó là học là để chiến đấu chứ không phải học là như là một môn thể thao. À, như vậy thì câu A nó vẫn bị thiếu. Rồi, câu số 3. Bạn nào làm câu 3 rồi không? Câu số 3. Ý kiến của tác giả là như thế nào về cái những cái giải đấu Taekwondo? Cô mời thử nha. Trần Thị Trúc. Trúc Lê hay Trúc Lệ đây ta? Dạ Lê cô. Lê. Câu số 3. Dạ cô, em nghĩ là câu C đúng, nằm ở paragraph 2. Paragraph 2 là thấy không ổn rồi nè. Paragraph 3. Bây giờ mình coi cái đoạn đó nè các bạn. Tác giả nói gì về các giải đấu Taekwondo? During training, cái professional, những người luyện tập, những võ sĩ đó, học cái cách để mà thực hiện những cái hành động, những cái động tác phức tạp để đánh bại đối thủ và đạt huy chương. Như vậy thì đó, cái nào là đúng? Dạ là câu C đúng không cô? Đúng rồi. Họ đã khiến cho cái việc chiến thắng nó trở nên quá là quan trọng, tức là tập trung vào chiến thắng. Anh là phải thi, anh phải tập luyện làm sao để chiến thắng, chứ không có quan tâm đến sức khỏe nhiều, mà là phải tập luyện làm sao để cho chiến thắng. Còn cái câu A, bad training habit, thì mình không thấy được cái chỗ bad, tại vì trong bài nó dùng cái từ là sophisticated. Sophisticated thường nó mang nghĩa là tốt nhiều hơn, có nghĩa là tinh vi, rất là khó, lắc léo, tinh xảo. Cái nghĩa nó positive chứ nó không phải là cái nghĩa là xấu. Chỉ có điều là tập những động tác rất là khó, rất là đòi hỏi cái kỹ thuật rất là cao mới thắng được đối phương đó. Thì chỉ cần khổ thôi, quá quan trọng cái việc thắng thôi, chứ còn đó không phải là thói quen xấu. Thói quen xấu là chừng nào mình chơi xấu người khác để mình thắng á, thì mới là bad training habits. Rồi câu số 4. À, Võ Anh Kha
Dạ, câu số 4 là paraphor, câu B. Em dịch cái câu hỏi ra đi. Câu câu là theo bài báo thì cái mục đích chính của taekwondo hiện nay là gì? Đúng rồi. Vậy thì mục đích chính ngày nay là phát triển health, longevity và training must reflect là tinh thần gì đó. Như vậy thì ở đây mình sẽ chọn câu nào? Câu nào là đúng đây Kha? Câu B còn. Ok. Rồi, cảm ơn bạn Kha. Rồi, câu số 5 nha. Kim Chi. Câu số 5 là C, paragraph 6. Em dịch cái câu hỏi ra và dịch cái câu trả lời em chọn ra. Tác giả bị chấn thương như thế nào? Thì câu trả lời là anh ấy đã tập luyện quá sức bởi vì ít hiểu biết về cái tác hại của cái loại hình luyện tập này. Kiểu luyện tập này. Rồi, cảm ơn bạn Trúc Hạ. Câu số 6, Hòa Bình. Dạ là cô là câu 6 là B ạ. Đoạn mấy Trúc Hà ơi? Dạ là đoạn 7 ạ. Rồi dịch nghĩa câu hỏi ra đi em. Dạ là dạ thưa cô là tác giả đã thử những biện pháp nào để giải quyết các vấn đề sức khỏe của mình? Là châm cứu ạ. Là châm cứu. Chưa, trong bài của mình các bạn thấy là physical therapy, traditional Chinese medicine và acupuncture. Như vậy thì mình sẽ chọn câu B. Rồi câu số 7 nè. Câu số 7, Vũ Thị Thu Cúc. Dạ, em chọn câu C. Đoạn số mấy đây Cúc? Em không nhớ đâu. Rồi, vậy em dịch cái câu hỏi ra và cái câu trả lời của em đi. Dạ, câu hỏi là tác giả đã đóng góp gì cho cho cái thế giới của võ thuật? Câu C là mục đích lý tưởng của võ thuật ạ. Tác giả đóng góp gì cho thế giới võ thuật? Thì tác giả không phải là đóng góp cái mục đích cho mọi võ thuật, mà đóng góp cái gì, một cái biện pháp dạy taekwondo, tại vì đây là một cái thầy, một cái người dạy taekwondo. Nãy mình nói là các cái đồng nghiệp của tôi, những người quen của tôi rất là ngạc nhiên khi mà nghe tôi nói là có những học trò theo tôi đến 9-10 năm gì đó. Thì ở đây, ông này đã có một cái phương pháp dạy cải tiến, My Way of Teaching, These Principles Came to Be Known. Cái cách dạy những phương pháp này của tôi đã được biết đến là Natural Way Martial Arts, là võ thuật theo cách tự nhiên, hay còn gọi là Chayon Ryu. Mục đích của nó là bảo vệ và nâng cao cái sức khỏe của những người đam mê võ thuật. Như vậy thì ông này đã tìm ra được một cái cách. Mục đích thì có thể là có nhiều người có cùng mục đích là nâng cao sức khỏe, nhưng mà ở đây cái mới của ổng, cái đóng góp của ổng là cái phương pháp giảng dạy. Còn một cái purpose thì có nhiều người có cùng purpose như nhau lắm.
Rồi câu số 8. Câu số 8. À, Lan Anh. Dịch câu hỏi ra em ha. Lan Anh có đây không? Dạ có cô. Ok. Dạ cô, câu hỏi là cái cách nào mà võ thuật tốt cho bạn theo tác giả? Theo tác giả thì võ thuật tốt cho bạn như thế nào? In what way, theo cách nào? Tức là bằng cách nào mà võ thuật nó tốt cho bạn đó, nó tốt ở phương diện nào đó? Võ thuật tốt cho bạn như thế nào? Rồi em chọn câu nào là đúng? Được, và lấy từ đấy. Em chọn câu B. Rồi đoạn mấy em? Đoạn 14 bây giờ là coi là. Em nhìn là vô cái đoạn này đi. Đó coi có giống với như giống cái lựa chọn của em không? To live long. Cô ạ. Nó giúp cho bạn là mạnh mẽ hơn về mặt cảm xúc nè, nó giúp cho bạn sống lâu hơn nè, nó giúp cho nó cho bạn những kỹ thuật để chiến đấu lại với kẻ thù nè. Như vậy thì nó làm cho mình mạnh mẽ hơn về mặt tinh thần, tại vì đối với mình bây giờ mình không có phải chiến đấu với kẻ thù. Thế hệ của mình, you, tức là chúng ta không có phải đi chiến tranh, ngoài đường thì cũng không có phải đánh đấu với ai nhiều, mà đánh lộn với ai nhiều. Cho nên là kẻ thù của mình chủ yếu là từ bên trong. Cho nên võ thuật sẽ giúp cho mình nâng cao cái sức khỏe về tinh thần. Rồi. Summarize the main ideas of the article by completing the table in your own words. Thời kỳ, stage, thời kỳ đầu. Rồi. Đến cái giai đoạn mà martial arts as a modern sport là một cái môn thể thao hiện đại, và cái cách dạy mới của cái ông thầy này đưa ra, natural way martial arts. Như vậy thì trong từng giai đoạn thì mục đích của Taekwondo là cái gì, và training techniques, kỹ thuật tập luyện là như thế nào, cái thuận lợi và cái bất lợi của cái những kỹ thuật tập luyện đó. Bạn Bùi Thanh Trúc ơi, các cái qua ba thời kỳ thì cái mục đích của Taekwondo nó thay đổi như thế nào nè? Early history thì cái purpose of Taekwondo là gì các bạn? Thanh Trúc, thời này thì mục đích của nó là để làm gì? Thanh Trúc có đây không em ơi? Không có ha. Trần Thị Thanh Ngân. Trần Thị Thanh Ngân có đây không? Không có luôn. Hôm nay vắng nhiều ha. Đoàn Thị Bích Ngọc. Ủa sao kỳ vậy? Ủa Bùi Thanh Trúc có xuất hiện ở trên cái danh sách trong danh sách có mặt trong lớp mà sao cô gọi không trả lời vậy ta? Vậy là cô đánh vắng luôn nha. Bây giờ bắt đầu nhìn vào trong cái danh sách mà hiện lên trên đây là các bạn để cái nick các bạn đăng nhập account ở đây mà gọi các bạn không có. Bùi Thị Bích Tiên có đây không? Dạ có, chỗ em đang mua cô có nghe rõ không cô? Nghe rõ Tiên ơi.
của Taekwondo qua 3 thời kỳ là gì đây Tiên? Đầu tiên là đến khi nó trở thành môn thể thao, rồi đến bây giờ theo cái cách của ông thầy này thì mục đích của Taekwondo nó khác nhau. Thời kỳ đầu tiên thì mục đích của nó là để làm gì em? Dạ thưa cô, thời kỳ đầu tiên mục đích của nó là để chiến tranh. Warfare. Đến thời kỳ mà là nó là một môn thể thao thì cái mục đích của nó là cái gì? Thưa cô, là để thắng các giải đấu. Rồi, thôi cái này các bạn ghi luôn ha, các bạn nốt lại đi. Để về nhà các bạn xem lại. Chụp hình lại ha. Giai đoạn giữa thì người ta tập trung cái mục đích của nó là các cái giải thưởng, awards and victories. Rồi đến giai đoạn của ông thầy này, ông tạo ra phương pháp mới thì cái mục đích là nâng cao cái sức khỏe của những người luyện tập võ. Nói về cái training techniques, kỹ thuật tập luyện thì thời kỳ đầu tiên là chủ yếu là tập trung vào cái physical ability. Đến thời kỳ chính giữa thì là những cái động tác mà nhìn nó phức tạp, những động tác khó và những cái chuyển động deadly looking, nhìn có vẻ rất là nguy hiểm, rất là lợi hại, nhìn có vẻ rất là lợi hại đó. Giống như là mấy ông múa võ trên phim tàu. Vi diệu. Rồi đến thời kỳ sau cùng thì cái kỹ thuật tập luyện là tập trung vào cái sự cân bằng, balance, cách thở và nhịp điệu. Rồi thuận lợi và bất lợi. Thì thời kỳ đầu tiên cái giá trị là loyalty, cái thuận lợi á, là nó tập trung vào cái giá trị tinh thần là trung thành, cống hiến, tận tụy, quy củ, quy tắc. Nhưng mà cái bất lợi là cái sức khỏe của người tập luyện nó không có được coi trọng. Còn cái thời kỳ chính giữa thì thuận lợi là thắng được đối thủ, có được huy chương, có tiền, giải thưởng. Còn cái bất lợi là đã làm mất đi cái mục đích thật sự của võ thuật. Còn cái giai đoạn cuối cùng mới nhất, bài này giống như là một bài quảng cáo vậy đó, vừa giới thiệu vừa quảng cáo, cho nên cái phần này là chỉ có cái thuận lợi thôi, là tạo ra sức khỏe tinh thần, sự độc lập, những cá nhân độc lập có thể chiến đấu lại được cái sự yếu đuối của bản thân và những kẻ thù như là sự hoài nghi, sự bất an, sự căng thẳng. Chỉ có rồi. Cái này các bạn take note, các bạn chụp lại để các bạn tự nghiên cứu sau luôn nha. Giải thích những cái câu sau đây thì thật ra là hồi nãy mình đã dịch cái bài rồi, cho nên những cái câu này, những câu này đều lấy từ trong bài ra thì nó không còn khó để cho các bạn hiểu nữa. Cho nên là các bạn chụp lại để ở nhà tự xem. Thì các bạn chỉ ghi cái số paragraph thôi, rồi về nhà mình kiểm tra lại sau, mình kiểm tra lại cái thông tin, mình tìm cái chi tiết sau. Bài tập G nè các bạn.
Rồi, mình có cái phần vocabulary skills là cái phần kỹ năng về từ vựng, reporting verbs. Thì cái này các bạn tự xem nha. Bị ao ra rồi. Tức là những cái động từ mà tường thuật đó các bạn. Ví dụ như người ta nói là say, said that, he said that. Thì mình nghe nó rất là trung tính rồi. Anh ta nói rằng mình không thấy cái sự, cái cảm tính ở trong đó. Nhưng mà nếu mà nói là anh ta tuyên bố rằng, vậy thì mình hiểu là cái mức độ xác định, xác nhận của cái người đó rất là cao. Vậy thì những cái động từ mà tường thuật á, nó cũng góp phần, nó tạo nên cái ý nghĩa định lễ cho mình đoán được. Khi mà làm cái dạng câu hỏi là inference, ví dụ nha, những cái trạng từ cũng có thể hỗ trợ với nữa. Tác giả đã argue, argue là tranh luận. Tranh luận mà tranh luận như thế nào? Tranh luận yếu ớt hay là tranh luận một cách rất là thuyết phục? Convincingly, rằng, vậy là mình biết là cái ý ở đằng sau, cái idea ở đằng sau nó rất là mạnh, nó cái khả năng đúng của nó rất là cao. Trong khi đó nè, the author supposedly đã cho rằng, đã hơi prove, prove là chứng minh, nhưng mà chứng minh một cái cách mà supposedly, tức là ổng cho là như thế thôi chứ ổng cũng chưa có minh chứng để ổng chứng minh một cách xác đáng, một cách rõ ràng và thuyết phục. Như vậy thì nó còn cái sự nghi ngờ ở trong đó. Thì các bạn về xem cái phần bài tập này nè. Unconvincingly argue nè, unfailingly demonstrate nè. Những cái từ này nó mang cái sắc thái là trung tính, neutral, hay là mang cái sắc thái là support, ủng hộ cho một cái ý kiến nào đó, hay là mang một cái sắc thái là distancing, có nghĩa là không có ủng hộ. Thì ba cái sắc thái này nó được thể hiện qua những cái động từ tường thuật. Thì các bạn nhẹ nhàng xem nha. Cái này rất là quan trọng trong cái việc mà các bạn sẽ infer ra được là tác giả có đồng ý với một cái quan điểm nào đó hay không, ai đó có đồng ý với quan điểm nào đó hay không. Bây giờ mình sẽ qua cái bài từ vựng của bài số 3 luôn, cho các bạn từ vựng của bài số 3 trước để mà tuần sau mình vô mình dịch bài luôn nha mấy đứa. À, bài số 3 này là nó có cái nó đưa cái kỹ năng preview đầu tiên các bạn ơi. Thay vì đi vào bài đọc, họ cho các bạn cái phần reading skill trước. Tại vì cái phần reading skills này nó là reviewing a text. Tức là trước khi đọc một cái text, mình sẽ phải có cái giai đoạn là quan sát trước, khảo sát tình hình trước, giống như là thám thính trước vậy đó. Thì mình bạn nào dịch dùng cô cái đoạn lý thuyết này đi. Khánh An. Có đây không An ơi, đâu bỏ đi đâu mất tiêu rồi hả? Em lên thầy cô ơi. Ok. Dạ. Yeah. Có cái đoạn lý này. Dạ là trước khi đọc một cái bài, một cái văn bản thì sẽ hữu ích nếu như mà chúng ta phỏng đoán về một nội dung của nó. Xem trước một văn bản là bằng cách làm theo các bước như sau. Là đầu tiên là chúng ta sẽ nhìn văn bản mà không đọc nó, đó là kiểu văn bản nào, ai đã viết nó và nó được viết cho ai. Tiếp theo là đọc tiêu đề và phụ đề, hoặc cái đề mục, chủ đề của mỗi phần là gì. Nhìn vào các hình ảnh, ảnh minh họa, đồ thị và đọc các chú thích. Cái gì
bạn mong đợi để đọc cái văn bản đó. Tiếp theo là xem trước văn bản sẽ giúp bạn dự đoán được nội dung của bài đọc bằng kiến thức của bạn về cái chủ đề đó. Đọc nhanh bởi vì bạn sẽ nghĩ được cái ý tưởng, tạo kết nối giữa cái văn bản và cái đồ họa, nhận ra cái ý chính và cái chi tiết hoặc cái ví dụ. Dạ. Cái này là một cái kỹ thuật này chắc là các bạn cũng đã nghe nói nhiều ở các cái môn của những cái lớp đọc trước rồi. Trước khi đọc thì phải preview, xem trước cái văn bản, coi cái tiêu đề của nó này, heading nè, subheading nè, rồi hình ảnh nè, các cái caption. Caption là những cái dòng mà giải thích, những cái dòng mà chú thích ở dưới những cái hình đó. Để mà mình có một cái khái niệm chung, mình sẽ đoán được là cái bài này viết cho ai, viết về cái gì, và nó gồm có những cái main ideas là những cái mục, những cái ý lớn nào. Thì như vậy thì nó sẽ giúp cho các bạn đọc nhanh hơn. Thì cái bài này mình đang học về kỹ năng là preview, cho nên người ta chưa cho các bạn đi đọc vào cái bài liền, mà người ta bảo các bạn là hãy preview, hãy xem cái bài đọc, xem trước, xem sơ qua cái bài đọc ở trang 69 đến 71, rồi trả lời những câu hỏi sau đây. Tức là đây là cái thể loại bài tập để cho các bạn thực hành kỹ năng preview. Đó, như vậy thì mình sẽ lướt xuống cái bài đọc này. Infographic slide. Here's how by Randy Olson. Đó, mình sẽ coi infographic là các cái thể loại hình ảnh. Lie là nói dối. Here's how. Đây là cái cách mà ở đây, tức là cái bài này sẽ phơi bày cho độc giả biết là hình ảnh nó có thể đánh lừa, nó có thể gạt bạn như thế nào. Here's how, tức là how infographic lies the readers. Hình ảnh nó đã lừa khán giả như thế nào, lừa độc giả như thế nào đó. Nhưng mà thì khi mình đọc một cái tiêu đề như thế này, mình đoán ra trong bài này nó sẽ chỉ ra cho các bạn là infographic, hình ảnh nó đã lừa gạt con người như thế nào, nó là đánh lạc hướng, nó sẽ làm cho con người bị hiểu sai vấn đề như thế nào. À, mình đoán là như vậy ha. Rồi trong này thì mình sẽ có những cái gì đây? Có hình ảnh này đúng không? Vậy thì coi hình ảnh đi. Percentage of smoker by US states. Tỷ lệ phần trăm của người hút thuốc ở nước Mỹ. Như vậy thì trong bài sẽ có, đây chắc là một ví dụ. Bên trên là nói về cái chuyện hình ảnh đánh lừa con người. Vậy thì ở đây đang nói về chuyện ở Mỹ, các bang ở Mỹ, tỷ lệ hút thuốc. Vậy thì mình đoán đây sẽ là một ví dụ. Check the data sources. Vậy thì có nghĩa chắc đoạn này sẽ nói về cái việc là thông tin bị lấy từ cái nguồn bị sai, cái nguồn không có kiểm chứng, cho nên là vẽ lên cái đồ thị, vẽ lên cái hình ảnh có thể là làm cho mình hiểu sai vấn đề đi, bởi vì cái nguồn của nó là không có đúng. Nói ví dụ như nè, cái chuyện này rất là nôm na nè, như mấy cái ông ở Việt Nam mình, ở Việt Nam Net á chẳng hạn đi, hay lấy số liệu là về tỷ lệ hữu hiệu của vaccine, so sánh các thể loại vaccine Pfizer, Moderna và AstraZeneca với lại là Sinopharm chẳng hạn. Xong thì họ đưa ra những cái bảng mà nhìn trong đó có vẻ là Sinopharm là cái thể loại mà xịn sò nhất thế giới luôn. Nhưng mà người Việt, khi mà người Việt Nam mình á đọc những cái graph đó, những cái biểu đồ, những cái table so sánh đó, người Việt Nam mình sẽ nghĩ à, vậy là Sinopharm là xịn nhất thế giới. Nhưng mà đó là một cái minh chứng của cái việc là infographic lie, những cái đồ thị, những cái hình ảnh nó đang đánh lừa các bạn. Thì có thể là đâu, mấy ông này cố tình, bởi vì muốn lăng xê Sinopharm, cho nên là có thể họ lấy từ những cái nguồn mà nó không có chính thống, họ lấy lại từ những cái bài báo mà khen Sinopharm, mà đứng từ phía Sinopharm để khen Sinopharm đó, cho nên họ lấy cái nguồn từ đó ra, họ lấy cái nguồn từ cái nhà sản xuất ra khen những cái bài lăng xê đó, chứ họ không lấy từ những cái nguồn mà nó trung lập.
Cho nên ngay từ cái nguồn thông tin là đã bị sai, cái họ lấy thông tin nó về họ vẽ thành graph, họ vẽ thành biểu đồ cho mình. Cái mình đọc vô đó mình thấy Sinopharm là tỷ lệ hiệu quả là cao nhất thế giới so với các tỷ lệ vaccine khác. Thì đó là một cái minh chứng của cái việc là infographic nó sai, nó lừa, nó làm cho mình hiểu sai do cái nguồn nó lấy, nó cố tình nó lấy cái nguồn sai, nó lấy cái nguồn không có đáng tin cậy. Rồi có thể là lý do gì nữa, cái data presentation, cái cách trình bày, cách trình bày của data làm cho mình hiểu sai vấn đề. Đó là những cái vấn, những cách mà nó làm cho mình hiểu sai. Rồi ví dụ mình có những cái ví dụ, những thay đổi về fraudulent, những cái thay đổi về nạn tham nhũng á. Ví dụ như mình xem ở đây, mình thấy là năm 2015 number, cái số liệu bên này, số liệu về tham nhũng bên này nó ổn định nè, 13, 14, 15 y chang à. Còn bên này 13, 14, 15 tăng vọt lên. Như vậy thì nó có ổn hay không, trong này nó có cái vấn đề gì ở đây? Thì mình nhìn ở đây mình sẽ thấy đây có thể là những ví dụ. Ví dụ về biểu đồ kiểu này, ví dụ về biểu đồ cột. Rồi. Check the data alteration. Có thể làm người ta đã can thiệp vào thông tin rồi, người ta đã xử lý cái số liệu đó rồi. Ví dụ như bây giờ hàng ngày thông báo lên là hôm nay thành phố có bao nhiêu người mất vì Covid, thì người ta có đưa thông tin thật hay không, hay người ta có cắt xén gì bớt trước đó hay không, chẳng hạn như thế. Thì đó là bài này mình sẽ hình dung là người ta sẽ nói về những cái cách mà những cái người vẽ biểu đồ, những cái người mà đưa tin, những cái người mà đưa thông tin, họ làm cho người đọc hiểu sai. Infographic có graphic tức là có những cái gì liên quan đến hình ảnh, có thể là biểu đồ, có thể là hình chụp, có thể là hình vẽ đó. Thì những cái đó nó làm cho con người ta nó nói dối, nó xạo, nó làm cho con người ta hiểu lầm như thế nào, bằng cách nào. Mình hình dung chung ra như vậy trước khi mình đọc vào trong cái bài. Thì cái bước đó gọi là preview, xem trước một cái văn bản, xem lướt qua đó, thám thính tình hình trước đó. Đây nè, những cái loại graphic nè các bạn, có drawing nè, bản vẽ nè, rồi diagram là cái mô hình của cái gì đó, cái process, cái quá trình của cái gì đó, cartoon hình vẽ hoặc hình nè, graph, map, photograph. Thì tất cả những cái loại hình này là infographic, tức là cung cấp thông tin qua hình ảnh. Đó. Rồi, nói vậy là không có kịp cung cấp từ vựng cho các bạn rồi. Các bạn về nhà tự xem từ vựng trước và tự dịch bài cái phần tự dịch và làm bài tập của cái phần reading 1 này nha. Mình đang rất là gấp á. Hôm nay là ngày 5 tháng 10 rồi, mình chỉ còn có ngày 12 với ngày 19 nữa thôi, hai buổi mà mình phải đi xong cho bài số 3 đó. Chứ nếu không là mình sẽ bị không có kịp thi giữa kỳ. Cho nên là các bạn chuẩn bị bài trước nha. Rồi, thôi bây giờ cô lấy cái danh sách điểm danh xong mình nghỉ. Rồi thôi lớp nghỉ đi lớp ơi, chào các bạn, hẹn gặp lại tuần sau. Chào cô.